hả hê quá. Cổ động viên Thái Lan câm nín không nói nên lời khi bình luận viên số 1 châu Á nói điều khó tin về U23 Việt Nam. Xin chào các bạn, những ngày qua các bạn thấy gì trên các trang mạng xã hội? Có phải là diễn biến dịch Covid với tỷ lệ F0 Covid tăng nhanh khủng khiếp tạo thành trên chiến tranh Nga-Ukraine không hồi kết hay là tin tức Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á? Là một người hâm mộ bóng đá, chắc hẳn ai cũng biết về mối duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan, hai đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Những lần so găng giữa Việt Nam-Thái Lan luôn là những trận cầu nảy lửa, hấp dẫn nhất đối với người hâm mộ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí là cả châu Á. Đặc biệt hơn nữa là những màn khẩu chiến sôi máu trên khắp các diễn đàn mạng xã hội của cổ động viên hai nước. Với việc U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan hai lần liên tiếp trong một tuần của giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua, trên mạng xã hội đã có những màn tranh cãi bất phân thắng bại từ phía cổ động viên của hai nước. Nhất là đối với cổ động viên Thái Lan, họ tỏ ra bức xúc không hài lòng với kết quả của trận đấu. Họ tìm đủ mọi lý do để biện minh cho thất bại của đội nhà. Các cổ động viên Thái Lan đã có những comment không mấy hay ho, có phần giễu cợt và động chạm đến chúng ta, điển hình như những bình luận: U23 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan bằng cách nằm xuống, đã dặn con ở nhà đừng lấy đó làm gương cho những trận banh chưa phát triển. Chúc mừng các bạn Việt Nam, bằng cách nào mà các bạn mua được trọng tài thế? Việt Nam kiểu, sân cỏ là giường của tôi, không phải để đá banh. Để có được chiến thắng, các bạn đã chơi bóng như một môn đấu võ và các cầu thủ của chúng tôi phải giữ lấy đôi chân nguyên vẹn. Xem đến đây các bạn có sôi máu không? Sắp tức chảy nước mắt rồi đây. Bỏ qua ít ỏi những bình luận tiêu cực đó của cổ động viên Thái Lan, thì đội tuyển Việt Nam đã nhận được cơn mưa lời khen của bình luận viên, cổ động viên và bạn bè khắp nơi trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và truyền thông quốc tế. Đặc biệt nhất là lời nhận định của chuyên gia bóng đá hàng đầu châu Á về đội tuyển U23 của chúng ta. Sau khi nghe xong, anh cảm thấy vui sướng và tự hào quá đi mất các bạn ạ. Vậy những chuyên gia đã có những đánh giá gì về đội tuyển của chúng ta? Và các bạn có tò mò xem phản ứng của cổ động viên Thái Lan sẽ như thế nào không nhỉ? Anh nghĩ chắc là đang hậm hực lắm đây mà. Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay của Tri Thức Việt nhé. Từ khi trận bóng kết thúc, đội tuyển của chúng ta giành chức vô địch cho đến hôm nay, đã có hàng loạt nhà phân tích, bình luận viên số 1 châu Á đã đưa ra rất nhiều đánh giá có cánh về chất lượng cầu thủ U23 Việt Nam, công tác đào tạo trẻ của bóng đá nước ta trong những năm trở lại đây. Cụ thể, chuyên gia Gabriel Tan của kênh ESPN Asia, một kênh chuyên trang bóng đá nổi tiếng châu Á, đã có bài phân tích. U23 Việt Nam đã thắng thuyết phục U23 Thái Lan trong trận chung kết, qua đó lên ngôi một cách xứng đáng. Ngoài ra, trong chức vô địch lần đầu tiên này, U23 Việt Nam đã giới thiệu với bóng đá khu vực một loạt tài năng trẻ có tương lai sáng lạn. Chiến thắng tại giải U23 Đông Nam Á 2022 cũng khẳng định rằng Việt Nam đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đào tạo trẻ của mình. Điều này thêm một lần nữa khẳng định Việt Nam đang là lá cờ đầu về công tác đào tạo trẻ của bóng đá khu vực. Họ liên tục ra mắt những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và hứa hẹn sẽ nối tiếp thành công của đàn anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đáp lại việc so sánh độ tuổi của các cầu thủ Việt Nam U23, U19 Thái Lan, ông Gabriel Tan cho biết thêm, Thái Lan luôn tự hào về việc chỉ sử dụng những cầu thủ ở lứa tuổi U19, thế nhưng vẫn vào đến trận chung kết và thua sát nút trước đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần biết rằng, Việt Nam cũng chỉ có vài người trên 21 tuổi thôi, còn lại thì hầu hết cũng đều là những cầu thủ lứa U19 và U21 họ rất trẻ. Chưa kể là việc họ còn phải vượt qua Covid-19, tôi nghĩ các cổ động viên Thái Lan nên chấp nhận sự thua cuộc này đi và hãy chấm dứt mọi thứ ở đây. Dù muốn hay không thì cổ động viên Thái Lan phải ngậm ngùi công nhận điều đó các bạn nhỉ. Cổ động viên Thái Lan đã để lại những lời bình luận như sau. Tôi hoàn toàn đồng ý với những lời nhận xét trên. Tôi nghĩ các cổ động viên Thái Lan phải học cách chấp nhận sự thua cuộc và bớt đi những hành xử xấu xí này đi. Chan Thip Samsen đến từ Thái Lan. Một tài khoản khác. Tôi yêu các cầu thủ của chúng ta, nhưng đúng là đúng, sai là sai. Các bạn đã thua và hãy chấp nhận điều đó. Những nỗ lực trong công tác đào tạo trẻ của Việt Nam đã có tác dụng vượt trội. Tôi hy vọng họ sẽ không bỏ lại chúng ta quá xa. Một lần nữa xin chúc mừng chức vô địch xứng đáng của U23 Việt Nam. Bằng những nỗ lực phi thường, chiến đấu quả cảm của những chiến binh sao vàng, tôi nghĩ đây là chức vô địch chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Những lời bình luận trên khiến cổ động viên xấu tính Thái Lan phải câm nín. Người dân Việt Nam vỡ òa cảm xúc như được xoa dịu cơn tức giận. Các chuyên gia bình luận viên là những người có chuyên môn sâu và là người cầm cân nảy mực, chẳng ai mua chuộc nổi họ nên những đánh giá trên hoàn toàn mang tính khách quan. Những cổ động viên Thái thẳng thắn đánh giá sự thật trên cũng xuất phát từ lòng đam mê bóng đá, không phải là con nuôi của Việt Nam. Cả hai đội đều rất tuyệt nhưng trong tranh đấu, phải có thắng thua, thắng phải vinh quang và thua phải văn minh. Chắc hẳn cổ động viên Thái sẽ phải cân nhắc lại những lời khó nghe của mình.
Không chỉ Thái Lan mà ngay cả anh hàng xóm Trung Quốc cũng phải hết lời khen ngợi cho chiến thắng của U23 Việt Nam. Cho dù còn đang là rất cay cú sau trận thảm bại 0-3 trước tuyển Việt Nam của chúng ta đúng ngày mùng 1 Tết. Đội tuyển bóng đá Việt Nam quả thực đã tiến bộ vượt bậc, nhất là trước vòng cấm, có nhiều đường lối thực sự rất nguy hiểm. Đứng khoe khoang sức mạnh của Việt Nam, trong top 12, Việt Nam có một trận thắng và thua 7 trận. Trận thắng duy nhất là đội tuyển bóng đá quốc gia để anh ấy ra đi. Như vậy, Việt Nam hiện là hạng 3 châu Á, và điều đó sẽ vẫn là cấp độ hạng 3 ở châu Á trong 100 năm tới. Hãy nhìn vào những thành tích của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Bóng đá Thái Lan đã ở lại phía sau, và đội tuyển quốc gia của chúng ta cũng đang phải dè chừng với vị thế của mình trong khu vực. Và đặc biệt, đội tuyển Việt Nam mới đây còn xuất hiện trên báo Trung Quốc với biệt danh tay không bắt hổ, cùng với sự lo lắng rằng Việt Nam sẽ hạ nhục bóng đá Trung Quốc thêm lần nữa. Trong bài báo của mình, tác giả đã viết: Việt Nam lại vô địch, chiến thắng trước Trung Quốc chỉ là sự khởi đầu. Hai lần giết Thái Lan, cộng 4 chiến thắng liên tiếp, phá kỷ lục 17 năm. Nhắc đến đội tuyển Việt Nam, từng có lúc người hâm mộ Trung Quốc chỉ phẩy tay. Song với chiến thắng ngay vào ngày đầu tiên của năm mới, đội tuyển Trung Quốc đã chính thức gục ngã trước đối thủ này để chấm dứt 62 năm bất bại, thậm chí còn để thua đậm với tỷ số 0-3. Nghe sau những lời này, ai cảm thấy tự hào về các tuyển thủ của chúng ta quá các bạn ạ. Thật là ngọt ngào sau những cố gắng của chúng ta đã có được thành quả xứng đáng. Ở vòng bảng khiến cho Singapore phải tối tăm mặt mũi với chiến thắng 7-0 hoành tráng. Sau đó, dù gặp rất nhiều khó khăn trước trận đối đầu với đại kình địch Thái Lan, nhưng sau tất cả chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0, khiến cho người Thái tỏ ra đầy hậm hực. Ở bán kết, dù chỉ có 2 cầu thủ trên băng ghế dự bị, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu kiên cường trước đội tuyển Timor-Leste sau 120 phút thi đấu chính thức và giành vé vào chung kết bằng chiến thắng 5-3 loạt luân lưu cân não. Điều bí mật mà các cầu thủ Việt Nam chưa chia sẻ đó là suốt giải đấu, rất nhiều cầu thủ Việt Nam dính Covid-19 và phải khẩn cấp thay người. Để mang vinh quang về cho đất nước, họ không ngại vào sinh ra tử, những khó khăn đó chẳng đáng là bao. Với tài năng sẵn có, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao và ý chí kiên cường dũng cảm của các cầu thủ nước ta, hứa hẹn mang bóng đá Việt Nam ra tầm quốc tế, đi đường dài để diệt hổ dữ. Những nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ngày 27 tháng 2, 27 cầu thủ của Việt Nam có mặt ở Việt Nam, 19 cầu thủ còn lại phải ở lại Campuchia để điều trị Covid. Khi có kết quả âm tính, họ sẽ trở về sau để cùng câu lạc bộ tập luyện cho giải đấu 2022. Họ được chào đón trong niềm vui hân hoan và tình yêu của đồng bào cả nước. Bởi vì dịch bệnh nên sau khi tham dự lễ mừng thành công được tổ chức ở khách sạn đệ nhất thì họ sẽ được giải tán trở về quê hương bên gia đình của mình để tiếp thêm năng lượng. À khoan, chắc hẳn các bạn cũng tò mò về phần thưởng vật chất mà họ nhận được chứ nhỉ? U23 nhận tiền thưởng với chức vô địch quả cảm của mình. Theo đó, ngay sau trận chung kết với U23 Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định thưởng nóng cho U23 Việt Nam số tiền là 1,5 tỷ đồng. Tập đoàn Hưng Thịnh, nhà tài trợ chính cho bóng đá Việt Nam, thưởng cho thầy trò huấn luyện Đinh Thế Nam 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng thưởng thêm cho đội tuyển U23 Việt Nam 200 triệu đồng. Tính thêm 1,5 tỷ đồng ở các trận thắng trước đó, thì tổng tiền thưởng lên đến 4,2 tỷ đồng. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới khi đội tuyển U23 Việt Nam về nước. Đó là phần thưởng xứng đáng bởi họ đã cố gắng hết sức mình, đem niềm tự hào trở lại bóng đá Việt Nam, khiến cho đội bạn một lần nữa phải ngả mũ. Nói cũng phải, thể thao thể hiện một cách mạnh mẽ tinh thần dân tộc Việt Nam. Đây là mùa giải đáng nhớ đầy cảm xúc, mang lại niềm tự hào cho dân tộc ta, tạo nên một không khí phấn khởi trong nhân dân. Điều đó cũng thể hiện ý chí Việt Nam, khát vọng Việt Nam, quyết tâm Việt Nam vươn tới đỉnh cao thể thao. Thành tích trên còn thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của thể thao Việt Nam, sự tập trung đầu tư đúng hướng, có trọng tâm trọng điểm của thể thao Việt Nam. Điều đó cũng thể hiện ý chí Việt Nam, khát vọng Việt Nam, quyết tâm Việt Nam vươn tới đỉnh cao thể thao.